Xin chào các bạn đã quay lại với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp hải phòng.com. Bây giờ mình đang live stream trực tiếp trên nền tảng Facebook, và sau đây sau khi live stream kết thúc thì mình sẽ download cái video này và up lên kênh xe đạp Hải Phòng trên YouTube của mình. Xin chào anh Phong Nguyễn. Vâng, và trong video này thì mình sẽ đánh giá review một số chiếc xe Precision. Về đợt này thì mình về rất là nhiều cái xe Precision. Ngoài bán ra thì mình còn có cho thuê đạp xe đạp thể thao để mọi người trải nghiệm xe trong những ngày ngắn và không cần mua. Giá thuê như nào và hình thức thuê như nào thì các bạn hãy liên hệ với mình thuê xe đạp tại thể thao tại Hải Phòng nhé. Và bây giờ là mình sẽ review đánh giá cái chiếc xe đạp mà thể thao giá rẻ Precision của Nhật đã qua sử dụng tại thị trường Nhật và được cửa hàng xe đạp Hải Phòng của mình nhập về rất là nhiều trong cái mùa hè năm nay. Vâng, bây giờ mình sẽ đảo camera để review đánh giá cái chiếc xe đạp này cho nó dễ. Vâng, và như các bạn thấy thì trong khung hình đây đó là hai chiếc xe đạp, và ngoài ra thì tới đây mình còn rất nhiều cái chiếc xe đạp thể thao Precision nữa, và hai chiếc này là màu xanh. Hai chiếc xe đạp này là Precision màu xanh và đều được cấu tạo là khung nhôm. Khung nhôm. Vâng. Thưa các bạn, tất cả hầu như là những cái xe mà bán tại cửa hàng mình đều là khung nhôm, và mình lựa những cái xe mà hàng nước một rất là đẹp. Sơn đẹp, hầu như không xước tí nào. Hầu như không bị xước tí nào, chỉ bị chóc một chút, chảy một chút. Sơn là nguyên bản. Thì cái xe của cái lô Precision này là xe là size, nó cũng là size cao. Size của lô Precision này là tính từ tâm của cọc yên này đến đây này. Thì xe này là size, này là size 53. Size của chiếc xe là 53. Size 53 và khung nhôm 500 không hút này. 500 không hút rồi. 500 không hút. Đấy, khung nhôm size 53. Thì cái xe mà khung size 53 đấy thì sẽ phù hợp với những người mà cao từ 1m65, 1m68 cho đến 1m75, 1m8 là đi có thể phù hợp. Ví dụ như là mình sẽ khả năng là mình sẽ bố trí cái loạt xe này cho những người nước ngoài. Xin chào bạn Thảo Trần. Bố trí những cái loạt xe này cho những người nước ngoài mà đã du lịch tại Việt Hải Phòng để mà thuê xe. Thì cái size này phù hợp với những người mà cao từ 1m65 cho 1m8 thì đều sử dụng được. 1m65 thì hơi đuối một tí, còn 1m7, 1m8 là đi là phù hợp luôn. Xe thì có cấu tạo khung nhôm, size là 53cm. Và xe đằng sau được trang bị một cái bộ líp vặn Shimano 7 tầng. Đề Shimano là tua lây. Xin chào anh Trung Huynh. Đề Shimano tua lây chính hãng. Vâng, và vành nhôm 2 lớp. Bánh là 700C. Và xe này thì có một số xe, rất là nhiều xe là có cái chắn bùn nguyên bản đi theo xe. Đằng trước thì chúng ta có một cái đĩa một tầng. Đủ đĩa một tầng. Ở trên thân xe thì chúng ta có thấy rất là nhiều cái tem mác mà chứng nhận cái chiếc xe này đã được sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Đó, như xe là chứng nhận với công an của Nhật này. Những cái tem mác, và xe này được cái hãng xe đạp là Asahi bán ra tại thị trường Nhật. Mua đồ của cái hãng này đó là Precision Checking. Các bạn có thể lên Google gõ Precision Checking là sẽ ra. Vâng. Đây, như các bạn thấy thì ở trên khung thì có chữ là Precision Checking frame size 530mm. Thì cũng như kết quả lúc nãy chúng ta đo là 53cm ấy, là size của khung. Khung được làm bằng nhôm 6061 như trên xe. Như các bạn biết thì cái hợp kim nhôm 6061 là một cái hợp kim mà rất là nhẹ và thường sử dụng cho những cái xe đạp mà gọi là trung cao cấp, hợp kim nhôm nhẹ. Đằng trước phanh, đằng trước xe cũng được trang bị bánh 700C. Bánh 700C phanh V. Rất là hoạt động rất là tốt. Và đằng trên tay lái thì có một tay chuyển số bên tay phải để chuyển các tốc độ của lít. Và hai tay phanh.
Như các bạn biết thì tất cả những cái xe đạp mà cửa hàng mình bán ra thì đều là nước sơn là nguyên bản. Mình không có dặm túp bởi vì nước sơn của nguyên bản của Nhật thì rất là bền. Và giá của chiếc xe này thì khoảng hơn 3 triệu đồng. Nếu quý vị quan tâm đến chiếc xe đạp này và muốn sở hữu chiếc xe đạp này, quý vị hãy liên hệ với cửa hàng mình qua số 0975 709 943. Và số này chính là số Zalo và số Facebook luôn. Quý vị có thể liên hệ với bên cửa hàng mình tất cả các cái trên nền tảng. Và quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để biết được mà khi mà mua xe tại cửa hàng chúng tôi thì quý vị sẽ được hưởng những cái dịch vụ và những cái quà tặng kèm như thế nào. Thì cái đấy là chúng tôi sẽ tư vấn khi mà quý vị liên hệ với chúng tôi. Và quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao, xe đạp trợ lực hoặc các cái video và hướng dẫn sửa chữa xe đạp thì quý vị hãy ấn chế độ xem trước và kết bạn với nick xe đạp Hải Phòng ở trên Facebook. Còn nếu quý vị đang xem ở trên YouTube thì quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh. Bên cạnh nút đăng ký có chiếc chuông, quý vị hãy ấn chiếc chuông để quý vị là người như là những cái người đầu tiên mà được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có những cái video mới. Xin chào anh, xin chào bác Trần Ngọc Hùng. Và trong cái video này thì mình đã đánh giá review xong với các bạn chiếc xe Precision, một dĩa 7 lít 7 tốc độ, khung nhôm, size 53, phù hợp cho những người mà cao từ 1m53 là 1m65 cho đến 1m8. Và giá của chiếc xe này là hơn 3 triệu đồng. Và quý vị nào muốn sở hữu chiếc xe hoặc là muốn thuê chiếc xe thì hãy liên hệ với cửa hàng mình qua cái số điện thoại 0975 709 943. Vâng, xe có cấu tạo bằng khung nhôm, size 53, phù hợp với một người những người từ 1m65 cho đến 1m9. Đợt này về cửa hàng mình về rất là nhiều xe Precision. Cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream. Quý vị nhớ ấn đăng ký kênh và ấn like video để ủng hộ cửa hàng làm những video tiếp theo. Xin chào Thảo Trần, xin chào bác Trung Huynh, xin chào bác Trần Ngọc Hùng. Em đã hoàn thành xong livestream review xe ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở trong những cái livestream tới. Xin cảm ơn các bạn.